chín mùi, quả chín mùi. Rồi, dĩ thục quả duyên. À, thấy chưa? Bên Kumi có thấy chưa? Ủa là, chờ tí. Sắc nét chưa nè? Ok. Rồi, dị thục quả. Dị thục quả duyên. Dị thục quả duyên. Dị thục quả. Cái dị thục quả tiếng Bali của nó là Wipaka. Cả để gỡ Bali lên. Vì bạc cả là mãnh lực của quả chín mùi, là mãnh lực của quả chín mùi. Trổ sanh do một thời vị thời nghiệp. Trổ sanh do một vị thời nghiệp. Trổ sanh do một vị thời nghiệp. Sai khác thời gian. Sai khác thời gian. À, dễ lộn với đạo quả. Cái quả duyên á, hay là đạo quả duyên á, cái pha lá đó. Sai khác thì thời gian. Vậy thì cái chỗ này chú ý cái gì? Cái gì? À, vậy thì dị thục quả duyên. À, dị thục quả duyên, đúng rồi, chín mùi, đúng rồi. Dị thục quả duyên là duyên à, trợ cho quả chín mùi. À, dị thục quả duyên là quả, là duyên trợ cho quả chín mùi. À, có ghi rồi. À, mùi sai hả con? Chết rồi, tôi là dạng ngỗng chính tả nữa mà sư á, thế tôi cũng lụm ở trong sách này ra nè, xong cái cũng ngỗng luôn. Chưa thấy, chưa thấy, giờ mới thấy. Vậy thì quả duyên là duyên trợ cho quả quả chín mùi. Quả chín mùi mà chín mùi là sao vậy? Như cho bỏ ngoặc kép đi. Mà chín mùi đó là sao vậy? Là trổ sanh đó nghe. À. Ừ đúng rồi. Là trổ đó. Chủ quả đó. Còn chút nữa chỗ là cái duyên này nó trợ cho chỗ. À, cái duyên này nó trợ cho chỗ. Không có cái duyên này là không trổ được. Không có duyên này là không trổ được. Đức bóng từ bi. Vậy thì cái nguồn á từ đâu? À, bây giờ như sao ta? À, bây giờ là cái như vậy đây, cái nhân. Cái nhân nha, nhân. Nhân á thì xét hai bộ là bộ tha, bộ bộ thiện và bộ bất thiện đó. À. Nhân bao gồm là cái bộ thiện cộng với cái bộ bất thiện. Hai bộ.
Cái nhân này nó không, tôi phải vẽ, mà tôi vẽ thì nó nặng cái file thêm. Cái nhân này á, nó sẽ tạo tác ra cái gì? Nó tạo tác ra cái gì? Tạo tác ra mãnh lực, ra mãnh lực nghiệp, được không? Mãnh lực nghiệp nó mới sanh ra cái gì? Nó mới cho cái quả quả trổ đó, quý vị được chưa? Vậy thì ở đây mình sẽ thấy nè, cái nhân này thì nó liên quan tới cái gì trợ cho nó? Đã tắt micro ha. Nhân duyên trợ cho nhân, mãnh lực nghiệp nghiệp duyên ha, trợ cho thành lập mãnh lực nghiệp, và quả duyên thì đây là cái gì, một quả duyên. Được chưa, quý vị thấy cái sự đới đới nó với nhau chưa? Với cái nhân duyên á, mà quý vị học hồi đầu tiên luôn đó, quý vị có nhớ không? Ghi ghi kịp chưa? Đấy, mấy thằng duyên đó đó, chỗ đó phải nhớ đó nha. cái gì thuộc quả duyên này á, cái này tôi thêm nha, cái này không có trong sách, không có trong sách này. Tôi thêm kiến thức bổ sung. Cái gì thuộc quả duyên này đó, cái giống của nó, đúng rồi, không có nói đó. Cái này là bên lớp mà duyên cho trung học cơ sở á mới nói, nhưng mà bởi vì thấy nó cũng cần cho nên thôi nói luôn. Cái giống duyên của nó, cái giống của thằng dị thuộc quả này là cái giống cau xanh, giống cau xanh. Cái đặc tính của nó, là trở bằng sự thành tựu, cái thời của nó, đó là thời sát na hiện tại. Có bây giờ chỗ quả mà chỗ quá khứ hay chỗ tương lai không? Mãnh lực của nó là vừa trợ sanh mà vừa ủng hộ. Đó, cho thêm nha, cái này cho thêm thôi. Lấy thôi, không cần phải nhớ nha, không có bắt nhớ này. Ai nhớ được thì tốt. Đó, đặt gì thuộc quả nó vậy đó. Rồi ở trong đây sư có nói cho mình thêm một cái chú ý, gì thuộc quả khác với quả duyên. Gì thuộc quả khác với quả duyên, cái quả duyên á, xin lỗi, khác với đạo quả, quả duyên luôn này, này là đạo quả đó nha, đạo quả thì có nói là pala, cái quả là pala, đạo quả niết bàn đó, tâm đạo tâm quả đó, thì cái quả nó là pala. Thì như vậy cái chỗ này, đã đặt ra một cái câu hỏi là hễ nhân thiện thì
quả thiện, đúng chăng? Hãy nhân thiện thì quả thiện đúng chăng? À, trả lời nha. Quý vị suy nghĩ trả lời. Hãy nhân thiện thì quả thiện đúng chăng? Mấy bạn khác hay sao? Trả lời nè. Vậy thì nếu như tôi hỏi câu khác là quả thiện do nhân thiện mà có, đúng chăng? Là luận lý không nha, luận lý không đó. Hai câu này giống nhau hay khác nhau? Thận trọng, thận trọng. Giờ coi trả lời nha. Ở trên khi hỏi, đúng rồi, đúng rồi. Hãy nhân thiện thì quả thiện. Đây đang tôi đang tập cho quý vị đó. Để nữa mà quý vị qua tới cái phần bên cái bộ song đối. Hình như là nhớ là song đối hay là thi thuyết gì đấy. Này, thì sẽ có tới cái vụ này nè. Đáp quả thiện do nhân thiện mà có, chấm. Ngoài ra nhân thiện có thể không thành tựu quả thiện mà bị vô hiệu bởi vô hiệu nghiệp. Quả thiện do nhân thiện mà có, đúng chăng? Đúng rồi. Quý vị kịp không? À, chào con. Vô hiệu, đúng rồi. À, thiếu chữ hài hiệu. Sorry, sorry. À, vô hiệu. Trời ơi. À.
Tới cái giờ này cái bắt đầu nó khùng rồi, giờ này là máy nó nóng rồi, hiểu không? Máy nó nóng rồi nên nó nhiều nhiều khi mình viết sai mình cũng không biết mình đang viết sai nữa, nên thông cảm, thấy nào sai nhắc liền nha. Rồi. Vậy thì mình mới đi tiếp này. Này sư ghi lại thì cũng giống như cách của tôi ghi, trên thơ tôi ghi luôn của sư cho quý vị thêm lần nhớ. Với mãnh lực dị thuộc quả duyên, mãnh lực dị thuộc quả duyên thì quả báo trổ sanh, thì quả báo trổ sanh của một bất thiện nghiệp, của một bất thiện nghiệp hay một thiện nghiệp hay một thiện nghiệp tạo tác do nhân duyên, tạo tác do nhân duyên với nhân tương ưng là, với nhân tương ưng là vô tham vô sân vô si, tham sân si do là chỗ nào vậy? À, quả thiện do nhân thiện mà có đó hả? Là nguyên nhân á, là nguồn gốc. Quả thiện thì do bởi nhân thiện mà có. Ừ, mu lá. Ngày xưa ghi lại à, hồi nãy trên tôi chưa có đọc tới dưới, thành ra tôi giải thích ở trên luôn rồi. Hồi xưa vừa sư vừa sư ở dưới sư nói hết luôn rồi kìa. Đấy, giống như nãy trên tôi mới giải thích. Với mãnh lực của vị thuộc quả duyên thì quả trổ sanh à, của một cái bất thiện nghiệp hay một cái thiện nghiệp tạo tác cho bị nhân duyên tương ưng với tham sân si và tham sân si. Rồi, bắt đầu sư mới đặt câu hỏi nè. Là với duyên nào ta làm việc bất thiện hay làm việc thiện? Với duyên nào ta làm việc bất thiện hay việc thiện? Với duyên nào? Với duyên nào? Đừng trả lời với duyên này nha. Với duyên nào ta làm một việc thiện hay việc bất thiện? Với duyên nào? Nhân duyên, đúng rồi, chính xác. Bên kia mọi người ngủ hết hay sao ta? Chắc còn đang chép bài quá. Siêu giải đáp luôn. Do nhân duyên. Do nhân duyên. À gì đó hả?
chấp giật hả? À, gì đó hả? Ừ. Giờ nhân duyên hết chấm. Tham sân si là nhân đưa đến bất thiện. Tham sân si là nhân đưa đến bất thiện. Vô tham vô sân vô si. Vô tham vô sân vô si là nhân đưa đến thiện. Đưa đến thiện. Sư trả lời cho mình được rõ như vậy. À gì đó hả? Không tác động lên hành vi, con nhân duyên không có tác động lên hành vi. Giờ mình mô tả lên ha, mình mô tả lên cho nó được đầy đủ. Tâm thiện sanh khởi trong thời Chawana. Tâm thiện trên đời trong thời quá đà. Thời duyên gì? Chuyện gì trợ cho nó? Liệt kê hết, liệt kê hết nha, những gì mà mình đã học rồi à, mình biết thì mình liệt kê hết. Làm sao để một cái tâm thiện nó sanh khởi trong thời Ravana đó. Sau khi mà cái tâm thiện mà nó sanh khởi lên được à, mà nó sanh khởi lên được thì lúc bấy giờ đó là nó sẽ tạo tác ra được cái gì? Nó sẽ tạo tác ra cái gì? Nó sẽ tạo tác ra cái mãnh lực nghiệp, mãnh lực thiện nghiệp nè, nó tạo tác ra mãnh lực thiện nghiệp. Vậy thì cái gì à, cái gì làm cho nó xuất hiện cái mãnh lực thiện nghiệp đây? Cái duyên gì trợ cho nó xuất hiện mãnh lực thiện nghiệp? Rồi cái mãnh lực thiện nghiệp này à, nó được trổ quả à, nó được trổ quả. Nó được trổ quả như vậy thì do bởi cái yếu tố gì à, mà nó trổ quả? Trổ quả à, thì cái chỗ này à, rồi duyên gì? Duyên gì trợ? Vậy thì mấy cái duyên á, là tôi sẽ cho nó trong một cái ô, tôi tô màu, tô màu vàng. Đây nghe là cái duyên nha. Chỗ được này.
bung ra đó, bung ra rồi xong rồi kéo lại, bung cái màn hình nó ra. À mà hôm nay tôi cũng bị là tôi bung ra rồi xong rồi nó mất tiêu luôn, nên nó không còn xuất hiện nữa. Tôi không biết tôi click vô trong cái gì đó không biết rồi nó mất tiêu luôn à. Ủa bung được mà. Hôm trước tôi bung được bình thường, rồi xong rồi nay nó bị gì á. Không hiểu. À vậy đó hả, bung bên web không mà hả? Nó không có hiện lên được, đúng rồi, tôi cũng bị vậy đó cô Ngọc. Mà có chỗ thì bung giữ được, có chỗ mà không bị. Cái chỗ cài đặt màn hình chia đôi hả? Cài đặt trên màn hình chia đôi. Bung rồi nó không có hiện đấy. Tôi bung rồi, tôi bung rồi thì có khi nó bung rồi nó hiện, có khi bung nó không có hiện nè. Đó quay trở về đó, xong giờ bung nó nè, bung nó ra. À cái này cái nó hiện lên nè, thấy chưa, đó nó o đầm vậy đó. Còn cái ta nói tới cái tọa đàm thì nó lại không hiện, nó không chịu thèm hiện ra. Bây giờ nó hiện nè đó, rồi bây giờ muốn xem gì xem đó, bắt đầu kéo thoải mái. À nó có cơ vậy đó, đó nó bung được đó. Nhiều lúc nó không hiện là quá tải. Ủa có nữa hả, có quá tải nữa hả? À này không biết. Thoát ra thoát vô cái được hả, bung không ra. À thì ra thế. Mọi người bỏ chọn non. À vậy đó hả. Thế à, để vô thì coi lại coi, học lại số số gì nè. Đâu rồi, chỗ này hiển thị thành viên, những tiêu điểm. Tiêu điểm nhìn thấy ghê quá, qua đây coi đỡ. Đây, nó có chọn cái này hả? Nó có một cái chọn hả? Đâu trở về bển coi hướng dẫn. À, rồi đúng rồi. Mọi người tham gia, mình chọn nó cũng bung ra được, mà không chọn nó cũng bung ra được. Giờ bung được rồi. Rồi, hình như hết được rồi. Rồi lại hết được. Đó, hết được. Tao quý chị thấy chị màn hình này. À, hồi nãy còn bung được, bây giờ có bung ra không, cái nó mất tiêu luôn. Mới nãy bung được cái gột xong á. À, cái quay qua cái bung hết được. Chơi công nghệ này cũng có nhiều cái vui ha. Của tôi nó lì quá, nó không có trở về nguyên trạng này. Cởi nó đi, kiếm cách khác làm. Cho nên thôi, mọi người trở về trả lời câu chấm hỏi đi, đừng bung nó nữa, cởi nó đi.
Ồ, phải tắt đi mới bung, tắt mới được hả? Ồ, thử liền, thử liền, thử liền. Tắt nè, tắt. Rồi, trở về bung rồi. Hy vọng là bung được ha. Trời ơi, cảm ơn tỷ nha. Vẫn không được con ơi. Vẫn không được. Vậy không thành công rồi. Chắc giống cụ mì nói nó quá tải đi. Rồi giờ điền chấm hỏi đi. Sao tâm thiện sanh khênh được? Sao tâm thiện sanh lên được? Mà nó bung ra mà nó đâu có hiện lên đâu con. Thì nó bung nè. Mà nó bung nè, nó bung nó mất luôn rồi. Đâu hiện lên đâu. Nó bung rồi nó chết luôn vậy. Nó bung xong rồi nó thẳng cẳng nó chết luôn rồi nè. Đó, lấy vô nó không hiện lên. Kệ nó đi con ơi. Hồi nãy bên T1 bị rồi. Hồi nãy bên T1 mở cái file mà nó 1000 mấy trang đó, mấy trăm trang đó. Xong họ mở hết cái T1 luôn, không có lên cái file. Cái mất một tiết nữa trả lời câu hỏi. Ôi trời đất ơi. Muốn xỉu vậy đó. T1 đã bị thiếu tiết rồi mà nay còn bị mất tiết nữa. Nó làm hại buổi T1 trả lời được nhiều câu hỏi. Nên anh chị em nào muốn có tái hiện lại cái cảm giác mà hồi T hồi 1 mình học mà hết sức hoan hỷ đó. Nhiều câu hỏi mà mọi người hay trả lời, vấn đáp đồ rất là sum tụ đó. Thì lát xác qua T1B học lại nghe. Ai mà cảm thấy cuộc đời không có còn màu hồng đó thì mình đi qua T1 học lại cho nó hồng xíu. Ủa vậy đó hả? À, tôi không có coi trong những con người ấy. Cái buổi một hết kho hả? Gán tích góp đi con. Không mơ gán đọc sách rồi tích góp thêm câu hỏi. Chứ ngày mơ mốt bữa kia gì đó đứng máy cái nữa là sử dụng hết kho còn nữa đó. Rồi trả lời trả lời trả lời đi quý vị ơi. Tôi cũng sử dụng cái điện thoại vậy đó.
Ủa chờ mọi người trả lời mà nghe gì? Chết cho mọi người có thấy dấu chấm hỏi không? Chấm hỏi không? Điền chấm hỏi á, đang điền chấm hỏi á. Cái nhân viên à. Ok, đang nói về cái phần ý thôi, tâm thôi, không có đụng tới thân. Đụng tới thân tới khẩu là nó còn ra bài bài khác nữa, tùm lum hết, liên quan tới quyền viên nữa, vật thật viên nữa, tự lừa hết à. Vậy thì cái duyên gì để cho tâm thiện nó sanh lên trong cái thời kỳ Sawana? Thì mình trả lời là cái nhân duyên, cái nhân duyên với ba cái đó mà tấu hợp chung với cái nhân duyên đó, nó có tới một bài duyên tấu hợp với cái nhân duyên á, nó có một bài duyên lận tấu hợp với nhân duyên thiện trợ thiện á, thiện trợ thiện á, thì nó có tới chín duyên tấu hợp, có chín duyên nó trợ tiếp trong cái lúc này. Này đọc cho nghe thôi, ai muốn chi tiết thì nữa học bên cái lớp bên bên cơ sở á, học chi tiết. Có chín duyên tấu hợp chung, nó là bao gồm câu sanh duyên, câu sanh y duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên, câu sanh trưởng duyên, câu sanh quyền duyên, đồ đạo duyên, tương ưng duyên, hổ tương duyên. Nó là có chín duyên tấu hợp chung với nhân duyên để trợ cho tâm thiện sanh lên, để trợ cho tâm thiện sanh lên. Thiện trợ thiện, lúc này là thiện trợ thiện, không có bất thiện, không có có thiện mà trợ cho bất thiện, trong cái trường hợp của nhân duyên nha, bất thiện thì trợ bất thiện thôi. Đó, thì nó có chín duyên tấu hợp chung với nó, với thằng nhân duyên. Nhưng mà ở đây thì mình đề cập cái chính yếu là cái nhân duyên, được chưa? Cái nhân duyên để mà nó làm cho xuất hiện như vậy đó. Cái đường đi đó con, cái đường đi đó, nó trợ đó. Nó trợ đó, nó trợ, có hiểu không? Có hiểu nó trợ không? Tức là ở dưới này đi lên xong đi xuống. Cái chiều á, cái chiều này nè, đó đi lên này, đi qua đây rồi đi xuống đây, đó cái chiều nó gì nè. Cái thứ hai là nghiệp duyên, đúng rồi. Nghiệp duyên.
Rồi cái thứ ba. Ha, sức phức tạp luôn ha. Đúng rồi, vị thuộc quả gì? Ủa sao nãy giờ chậm dữ vậy? Tôi hỏi lại cái trên tôi mới ghi mà. Nãy giờ đi bữa đi tra Google hả? Mới ghi trên cái gột luôn á. Mà ghi chơi ghi ở trên ghi viết đấy. À gì đó hả? Đúng rồi, thì hồi nãy tôi đọc cho nghe luôn rồi đó, thay vì để cho quý vị ngồi liệt kê đó thì quý vị lâu quá. Ít nhất là cái duyên căn bản nhất của nó là phải có chứ. À vậy thì quý vị mới đặt cái câu hỏi tiếp á. Vậy thì cái chuyện mà mình nay mình tác ý sao để mà mình xuất hiện được cái tâm thiện, tác ý sao để xuất hiện tâm thiện? Trong chiều kích siêu thế. Chiều kích siêu thế. Tác ý sao xuất hiện tâm thiện trong chiều kích siêu thế? Hiểu không? Hiểu câu hỏi không? Đó, bây giờ từ cái tác ý nó qua cái thiện. Tác ý cái thiện liền không? Tác ý cái nó thiện liền không? À, đó bắt đầu vô vô nè, nó vô vào cái không gian tương ưng này. Đó là siêu thế và hiệp thế đi chung nè, tác ý cái nó thiện liền không? Không. À, tác ý không có thiện liền. Tác ý không có thiện liền. Tác ý xong rồi. Cái tâm mình nha, đây nha, cái lộ tâm nha. Đó. Đó, đi tiếp. Quý vị thấy chưa? Chấm rất nhiều chấm không? Vì thành chủ trì 9 chấm rồi đó. Đúng 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 đúng, một bồ bồ một bồ. Đây là cái gì? Cái tôi mới vẽ cho quý vị ở trên này đó. À, từ đây qua đây nè, đó là mô tả, mô tả cái diễn trình. Nó nóng quá, giờ nó mỏi mệt quá cho nên thành ra bây giờ viết nó bị lắc quá trời. À, diễn trình từ tác ý đến thành tựu. Cái diễn trên từ tác ý cho đến thành tựu nó qua tới một nùi như vậy đó. Vậy thì lúc bây giờ bắt đầu mình phóng to lên nha, đây này mình phóng to lên. Vậy thì ngay cái chỗ này mà mình phân tích tiếp nè, chỗ tác ý có gì xảy ra, có điều gì xảy ra, chỗ tác ý có điều gì xảy ra.
Theo quý vị, chỗ tác ý có điều gì xảy ra? Chỗ tác ý có điều gì xảy ra? Tức là mình ra mô tả cái chỗ tác ý đó, mình phải kéo giãn nó ra nữa, kéo giãn nó ra nữa. Thì cái chỗ này có nhiều lộ trình tâm xảy ra chỗ tác ý đó. Dĩ nhiên cái tác ý đó là tác ý hiệp thế thôi, rất là tác ý trong công văn hiệp thế thôi. Vậy thì cái chỗ tác ý đó nó có rất nhiều cái lộ trình tâm xảy ra tại chỗ đó. Mà để cho cái tác ý đó khôn khéo thì các lộ trình tâm này là các lộ trình tâm thiện, là các lộ trình tâm thiện, được không? Là các lộ trình tâm thiện. Chính các lộ trình tâm thiện này tạo ra mãnh lực nghiệp thiện. Chết rồi, máy nó lắc thiệt. Tạo ra mãnh lực nghiệp thiện, tạo ra mãnh lực nghiệp thiện. Trong đó có hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp. Trong đó có hiện báo nghiệp. Sau đó nhiều lộ trình tâm mở ngoặc ra tương ứng hiệp thế là vài giây sau. Thì mãnh lực nghiệp đã tạo được trợ cho trổ quả, được trợ cho trổ quả. Trợ cho trổ quả. Tức là đến giai đoạn của tâm thiện hiệp thế hay hành động thiện
hiệp thế xuất hiện khiến ta nhận ý thức được, khiến ta nhận thức và ý thức được, ý thức được. À, bị sai hả con? Đấy, kiếm lại chỗ coi. Sau đó nhiều lỗ trung tâm tương ứng hiệp thế, tương ứng tương rồi, thấy rồi, cảm ơn. Tương ứng. Rồi. Lắc quá. Đó, rồi giờ bắt đầu tới phóng to cái thiện hiệp thế này ra. Phóng to cái thiện hiệp thế này ra, ta có được nhiều lộ trình tâm, ta có nhiều nhiều lộ trình tâm mà đối tượng của nó là cảnh khả hỷ khả lạc, cảnh phù hợp, cảnh an vui. Hỏi tên số 3 hả con? Lực nghiệp, thiếu chữ lực rồi hả? 1, 2, 3, mảnh lực nghiệp. Ồ, thấy rồi. Ồ, nó đứng luôn rồi. Rồi, mảnh nghiệp, mảnh lực. À, mảnh nghiệp. Nghiệp có mảnh nè. Rồi, cái mảnh lực nghiệp ở trên xuống dưới này nó trổ đó. Nó trổ thành cảnh. À, nó trổ thành cảnh. Mở ngoặc. Cảnh pháp. Cảnh pháp. Cho lộ ý môn. Lúc này các tâm trong quán na biết cảnh phù hợp mà có trí, nên các lộ trình tâm này, là các lộ trình tâm thiện hợp trí, mở ngoặc, nếu có quan sát nha. Không có quan sát thì lý trí. Đây tôi đang phóng to nó lên cho quý vị nhìn đi, cho nó dễ gì đó. Hết rồi đó, mô tả xong. Zoom này chắc là cũng là kính siêu hiện đại, siêu điện tử. À, ok.
Nay giải thích cho những cái bạn nào đó mà có cái sự khúc mắc rằng tại sao mình tắt ý khôn khéo được thầy? Sao mình tắt ý khôn khéo cái sau đó mình khôn khéo lên vậy? Kỳ quá à. Tại sao mà mình làm được cái chuyện như vậy? Đó thì nó vậy đó. Ở siêu thế nó vậy đó. Cho nên thành ra hiệp thế mình làm được. Vậy mình có thể từ cái cảnh khổ thành cảnh khả hỷ khả lạc nhờ tác ý khôn khéo được không? Cái này đó thì phân tích cho con rồi đó, cho nên con sẽ lấy ra từ cái cảnh khổ là cái điều mà con thấy trong hiệp thế. Hiệp thế thì được, tại vì trong hiệp thế nó là bao gồm một nùi các cái diễn trình tâm trong siêu thế. Đúng rồi. Cho nên thành ra đó là đó, ở trong đời nè, là ở trong đời à, cái mình là tác ý khôn khéo xong cái trong đời nha, đó cái tâm cho bá liền luôn, cái khéo liền đó, cái khéo liền à, xong cái ý khôn khéo ở đầu gà gì, trời đất ơi, ở trong đó biết bao nhiêu lỗ tâm chấm á, tí 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 nè đó, tí 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 nè, tí 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 nè, chấm 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 nhiều chấm nè đó, tí 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 nè, chấm nhiều chấm nè đó, ở trong đó đó đó, một cái tác ý khôn khéo mình một nùi lộ, xong nó ra được cái ý khôn khéo một nùi lộ đó. Khi mà mình tác được cái ý khôn khéo là mình vui à, mình vui khả hỷ khả lạc á. Nó phải là có phải tác ý khôn khéo. Chưa hiểu ký. Câu hỏi dư hả? Dư chữ có phải hả? Có phải tác ý khôn khéo? Tức là cái diễn trình từ tác ý khôn khéo cho tới thành tựu tâm thiện thì nó diễn ra như thế nào? Cái đề nó là vậy đó, hiểu không? Tức là phân tích siêu thế về cái chuyện đó. Diễn trình tác ý thành tựu tâm thiện. Còn cái của Minh hỏi đó, còn cái của mình hỏi cái cảnh á, mà con nói là cái cảnh nó khổ đi chẳng hạn, cái cảnh nó khổ đi, thì cái cảnh nó khổ vô mà nó qua tới tác ý đó là cái cảnh khổ nó đã được ăn bởi một đống tâm ở trong đây nè con, ví dụ như đống này nó ăn cảnh khổ của con, nhưng mà qua cái đống này nó ăn cái cảnh khác rồi, qua cái đống này nó ăn cảnh khác nữa rồi, qua đống này khác nữa rồi, giờ cái tụ này nó có thể hoàn toàn có thể qua tới bên đây là nó đã khác rồi, hiểu không? Cái này khổ nè, cái này khổ nè, nhưng mà cái này không có khổ, cái này không có khổ, cho nên thành thử ra là chính cái không khổ này nó mới làm quả, nó làm nhân, nó cho qua cái quả phần bên đây cái khôn khéo nó không bị khổ. Ủa, câu hỏi hả? Câu hỏi đâu? Tác ý sao để xuất hiện tâm thiện trong triều kích siêu thế? Né né. Thì cái cách mà mình tác ý đó là một cục này nè. À, một cục cái tác ý nè. Một cục các cái tác ý này. Tức là một cục các đống tập thiện nè. Vậy đó là trong cái chiều kích nào?
Đó là trong kiểu kích của hiệp thế khi mình nói là tác ý khôn khéo. Tác ý khôn khéo ở trong cái chiều kích hợp thế, hiệp thế nó như vậy. Vì thì để có được cái tác ý khôn khéo trong hiệp chiều kích hiệp thế thì nó chính là trả lời cho câu hỏi làm sao để có được tâm tâm thiện. Để trả lời cho câu hỏi làm sao mà có được tác ý khôn khéo bây giờ, khéo bây giờ đó. Thầy nhất định phải làm mọi thứ cho tâm thiện xuất hiện trước, rồi chính nó làm nhân cho cái khôn khéo xuất hiện sau. Xuất hiện sao? Bản chất là nói vậy á. Vậy thì làm sao để cho cái này nó xuất hiện trước? Làm sao cho thiện nó xuất hiện trước? Làm sao cho nó thiện xuất hiện trước đây? À, tập hành. Chết chết, chính xác, chính xác, chính xác. À, tới lúc này vô đó bà mi. Đó, duyên nó vô đó. À, làm sao để mình quen được mà thiện nó lên lên? Bắt buộc thôi. À, học này, hành. Đó, đó. Nói nhiều đó. Ngày trong đó là có gì, tập hành duyên, người vô gián duyên, cận y duyên, hộ tương duyên, đồng sanh duyên, lá lả âm bên duyên hết trơn, rồi không học hành gì hết trơn, rồi rồi đầu tác ý khôn khéo có mơ đi chứ đâu mà không học hành gì hết trơn, rồi tác ý khôn khéo có biết cái gì khôn khéo đâu mà tác. Trời ơi, rồi đó quý vị mới thấy nữa nè, những cái ai mà người ta có cái đích đến tối hậu, có cái đích đến tối hậu, à, có đích đến cuộc đời, có phải người ta rất là khôn khéo trong cái cuộc sống à, đời thường của người ta không? Thì quý vị nhớ cái duyên gì, cái duyên gì, cái duyên gì mà nó làm cho người ta có được cái chuyện như vậy? Ê, cũng nhờ duyên không đấy chứ giờ gì mình phải phải học chứ. Trời ơi, tiền sanh hậu sanh đó, hay là hậu sanh duyên đó, trợ cho thành ra những cái mà đã chuẩn bị cho quý vị là nó cần thiết hết, nó cần thiết hết, phải phải sử dụng hết tất cả những thứ đó, không có bỏ, bỏ lỡ mất lủng thiếu. Nay là phóng lên cho nó to lên cái tác ý khôn khéo trong thế thường, là nó diễn ra cái gì trong trong siêu thế, giờ thành tựu một cái ý khôn khéo thì là nó cái gì ở trong siêu thế nó diễn ra đó, mô tả cái đó cho quý vị. Mà lúc này là nó trổ quả, nó trổ thành cảnh. Khéo liền luận. Mấy đứa nhỏ giờ nó hay vậy đó, nó đọc gì, đọc một cuốn sách nó biết hết vậy đó, lượng lấy đọc một cuốn sách biết hết vậy đó, rồi bắt đầu vô Phật học nó cũng đọc, thầy chỉ con quyển sách nào con đọc đi để con biết Phật học đó. Buồn cười không, người ta học muốn gần chết đi, học muốn ói máu luôn cũng biết. Nào đọc cuốn sách thì cứ biết dễ ăn vậy con. Phức tạp, rất phức tạp mà không phải đơn giản. Đó, nhưng mà đây là dành cho những quý vị nào mà thích tư duy, à, thích di lý à, thì nó vậy. Còn mà di cảm, di nghiệm rồi đó thì thôi, thì bỏ mấy cái này qua bên, khỏi ghi cũng được nữa. À, chỉ cần nhớ là à, mình cố gắng mình thiện lành đó, là mỗi lần có gì tiêu cực phải tìm con đường trung đạo đó, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ nhiều khi quý vị di cảm di nghiệm đó ghiền đóng này về không xài chứ, cứ lật qua lật lại, ủa cái này làm gì trời, cái này gần sao mình có tác ý khôn khéo, trời thấy thầy tác ý là thấy không khôn khéo rồi. À, chứ nói vậy nên thôi nghe, ai mà thấy không có vô nổi thôi không sao hết, chỉ cần nhớ cái là à, để có ý thiện đúng không, để có ý thiện mình phải làm thiện mới có ý thiện đó, đơn giản vậy thôi. Thì dị lý khác, dị nghiệm dị cảm nó khác. Cả ngày hết trống.
Đó, cho nên mỗi người mỗi kiểu à, mỗi người mỗi kiểu, ai mà muốn đi theo hướng di lý chuyên sâu vô, đi hiểu đó bản 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 chất nó à, thì ghi à về rồi mò nữa. Và đây chỉ là mới một trường hợp luận giải thôi, một trường hợp luận giải quả nó cho cảnh này, quả nó trổ ra là thành cảnh cho đôi cho tâm biết, quả nó trổ ra là tâm nữa à, chứ không phải chỉ có cảnh không. Tức là danh sắc quả nó trổ ra là ra danh sắc. Rồi đó nhiêu này thôi, nay nghỉ ha, ở đây hơi trễ rồi, sorry quý vị. Rồi, bye bye, bye bye. Cho máy nữa.